Kỳ Nam được biết đến là loại trầm hương tự nhiên có hàm lượng tinh dầu cao, chìm nước và chỉ được tìm thấy tại các cánh rừng già của Việt Nam. Do sự quý hiếm cùng ý nghĩa đặc biệt về tâm linh, phong thủy mà giá của loại gỗ này có thể lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi kg. Chính giá trị kinh tế cao này mà nhiều nhà nghiên cứu đã tính đến chuyện sử dụng kỹ thuật để sản xuất nhân tạo Kỳ Nam. Theo giáo sư Đinh Xuân Bá, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu trong ngành trầm hương Việt Nam, gần đây Trung Quốc đã có phương pháp tạo Kỳ Nam. Tôi thầm nghĩ, con người chắc không thể nào chế tạo ra được một thứ gỗ nhựa có hương thơm khó tả, huyền bí và tao nhã như thế. Khoảng hơn 10 năm qua, câu chuyện này được nhiều người trong giới trầm hương cũng như nông dân các vùng trồng gió bầu ở Việt Nam đặc biệt quan tâm. Theo giáo sư Đinh Xuân Bá, nguồn cơn của việc có thể sử dụng kỹ thuật để sản xuất Kỳ Nam bắt đầu từ việc người dân đảo Hải Nam, Trung Quốc phát hiện trong rừng sâu có một số cây gỗ quý mà theo họ, nhựa của nó có hương thơm như Kỳ Nam Việt Nam. Họ đặt tên nó là cây Kỳ Nam Mẹ hoặc cây Chinama, tên tiếng Anh là China Mother Tree. Vào năm 2008 ở Trung Quốc, họ đã tìm được 5 loại China Mother Tree. Những người thợ săn trầm, ta thường gọi là điệu hay phu trầm, đã vấn những cây mẹ đó từ rừng sâu mang về trồng ở vườn nhà. Theo thời gian, chúng phát triển ra nhiều loại cây với tên gọi là China Species. Từ các China Species này, họ chiết ra rất nhiều cây con và gọi tên đó là Gothic China Seedling, cây giống Kỳ Nam chiết ghép. Những cây này cần 3 năm để nuôi lớn và 2 năm làm tác động cơ học đơn giản lên cây mà không cần cấy thuốc như thế này. Sau 5 năm, từ lõi của các cây này sẽ thu hoạch được nhiều sản phẩm có tên gọi là Cultivated Grafting China, Kỳ Nam nuôi dép. Đến nay, việc sản xuất Kỳ Nam nuôi dép đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc, sau đó phát triển ở Malaysia. Hiện nay, Kỳ Nam ghép có giá khoảng 15 đô một gram trên thị trường. Trong tháng 4 năm 2020, có 5 nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đã xuất bản một công trình nghiên cứu phân tích hình thái học, tính chất vật lý và thành phần hóa học của Kỳ Nam nuôi ghép. Rồi so sánh chất lượng với Kỳ Nam truyền thống, họ thấy rằng trong cây nuôi ghép cũng có nhiều hợp chất quan trọng. Nhưng nếu so sánh về hàm lượng của các hợp chất chủ đạo, thì cây nuôi ghép không thể dễ dàng thay thế Kỳ Nam truyền thống. Theo giáo sư Đinh Xuân Bá, Kỳ Nam là đặc sản, là bảo vật của đất Việt ta. Nó không chỉ cho ta một mùi hương khó tả, huyền bí và thanh lịch, mà còn có khả năng trị liệu. Tôi đang lưu giữ khoảng 20 bài thuốc đông y cùng trăm kỳ chữa bệnh. Tôi đã mời nhiều bạn bè thưởng thức mùi hương đặc thù của một chuỗi hạt Kỳ Nam. Tôi đã cho làm phân tích để biết cấu trúc hóa học của nhang Kỳ Nam và rượu Kỳ Nam. Qua đó tôi không tin là có phương pháp nhân tạo để tạo ra Kỳ Nam, vì Kỳ Nam của ta kỳ diệu lắm. Tuy nhiên tôi lại rất ca ngợi việc ra đời của một kỹ thuật mới, kỹ thuật tạo ra Kỳ Nam ghép với quy mô công nghiệp và cho giá trị kinh tế cao. Tuy rằng Kỳ Nam ghép không phải là Kỳ Nam tự nhiên, không thể thay thế cho Kỳ Nam truyền thống của Việt Nam, nên sớm học tập và phát huy kỹ thuật tạo Kỳ Nam ghép ở Việt Nam, giúp cho người nông dân Việt Nam, nhất là những người làm trầm, có một kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế.